chào quý vị và bà con. Lưỡi áp cao lạnh lục địa bao phủ khu vực Vịnh Bắc Bộ và phía Bắc Biển Đông với trường gió Đông Bắc cường độ trung bình trên Vịnh Bắc Bộ và cường độ mạnh trên khu vực phía Bắc Biển Đông. Trong khi đó, thì cơn bão Bofa gây ra thời tiết xấu và biển động dữ dội trên khu vực giữa Biển Đông. Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 510 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, tức là từ 103 cho đến 117 km/h, giật cấp 12, cấp 13. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực giữa Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía đông bắc quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13, biển động dữ dội. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với đới gió đông bắc mạnh, nên khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, trong ngày 6 tháng 12, các địa phương và biên phòng tuyến biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau đã thông báo và hướng dẫn cho 46.696 tàu trên 253.814 lao động biết diễn biến của bão để chủ động về bờ hoặc di chuyển phòng tránh. Dự báo trong 24 giờ tới, bão sẽ chủ yếu di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó khả năng đổi hướng di chuyển về phía Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 7 giờ sáng mai mùng 8 tháng 12, vị trí tâm bão sẽ ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, tức là từ 89 đến 117 km/h, giật cấp 12, cấp 13. Đến 7 giờ ngày 9 tháng 12, vị trí tâm bão sẽ ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, tức là từ 75 đến 102 km/h, giật cấp 11, cấp 12. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển chậm về phía đông nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay, vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ tiếp tục duy trì dạng mây màn, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, biển bình thường, tàu thuyền có thể khai thác và đánh bắt bình thường. Vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, biển bình thường, thuận lợi cho các hoạt động trên biển. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. Khu vực vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi thời tiết ổn định hơn. Trong hôm nay và ngày mai có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến bắc mạnh cấp 5, bà con ngư dân có thể đánh bắt an toàn. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận bao gồm đảo Phú Quý. Chịu ảnh hưởng phía tây của hoàn lưu bão, ngày hôm nay tại khu vực vùng biển gần bờ từ Bình Định đến Ninh Thuận, trời đầy mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió bắc mạnh cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau bao gồm Côn Đảo. Trong khi đó thì ở khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau lại giảm mưa, chỉ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 4, tình trạng biển bình thường. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm Phú Quốc, Thổ Chu, bao phủ trên khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang là dạng mây màn mỏng nên thời tiết tiếp tục tạnh ráo, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông mạnh cấp 3, cấp 4, tàu thuyền có thể hoạt động bình thường. Vùng biển Vịnh Thái Lan, dạng mây màn mỏng, trời hầu như là không có mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, thuận lợi cho việc di chuyển và đánh bắt của tàu thuyền. Khu vực phía Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, không khí lạnh phía Bắc dồn xuống gặp hoàn lưu bão số 9 đang hoạt động ở khu vực giữa Biển Đông. Do vậy mà vùng biển Bắc Biển Đông, sóng và gió đều ở mức cao, trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4 cho đến 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Các phương tiện tàu thuyền, đặc biệt là tàu thuyền thô sơ, hạn chế ra khơi hoạt động. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 cho đến 15 độ Vĩ Bắc, chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 9 hoạt động gây mưa trên biển. Khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13, biển động dữ dội. Trước tốc độ gió, hướng di chuyển của bão số 9 có khả năng thay đổi thất thường. Do vậy, tàu thuyền đang hoạt động trên Biển Đông cần cập nhật những thông tin liên tục về cơn bão này để có biện pháp phòng tránh kịp thời. Khu vực phía Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa, Huyền Trân, Song Tử Tây. Bão Bofa có phạm vi hoạt động rộng, do vậy khu vực phía Nam Biển Đông cũng chịu ảnh hưởng xấu ở phía Bắc. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam mạnh cấp 5, riêng phía Bắc có nơi mạnh cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển ngày hôm nay. Chúc bà con có những chuyến ra khơi an toàn và hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại!